Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 2 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Thứ bảy này, người tuổi Tý dễ rơi vào tình trạng nóng nảy và cáu kỉnh do chịu tác động của cục diện tương hại. Bản mệnh luôn cho rằng mình là người hiểu rõ mọi việc nhất nên chỉ thích làm theo ý muốn cá nhân rất có thể kẻ tiểu nhân sẽ lựa chọn ra tay trong ngày hôm nay bởi bạn đang mất cảnh giác vì quá ương ngạnh do đó hãy thật cẩn thận mỗi khi đưa ra quyết định đã bắt tay vào làm việc gì thì không tạo sơ hở cho kẻ khác lợi dụng thổ khắc thủy còn cho thấy mối quan hệ giữa mệnh chủ và nửa kia xảy ra nhiều mâu thuẫn để cải thiện tình trạng này bạn nên tránh tình trạng sau đo hơn thua bởi dù người thắng cuộc là ai thì bạn cũng sẽ chẳng vui vẻ được đâu tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim có tin tức của thân nhân hoặc bè bạn ở xa có cuộc ra đi ngắn của mình hoặc người thân trong nhà, có tài lộc hoặc được mời dự tiệc ăn uống, ngày có sự thu xếp vị trí đồ đạc trong nhà. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy, ngày chỉ thuận lợi cho việc sửa sang chỉnh đốn, tu bổ cho nhà cửa, công việc hoặc ngày có sự gặp gỡ người thân, bè bạn, không nên dính líu đến công việc, tình cảm của người khác, nên lấy sự hòa giải, tình cảm mà đối đãi nhau, có tài lộc, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Có hỷ sự, tin vui nên đi lại, di chuyển, gặp gỡ mới tốt, ngày có nhiều sự biến động về tiền bạc, công việc làm ăn, có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nếu thấy có tài lộc bất ngờ thì không nên tiến thêm, dễ hao tài, hoặc hao tốn về giải trí, giao thiệp, chỉ chắc, nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn, có tin xa. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Ngày có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân hoặc có tiệc, có tin tức tốt về tình cảm, có người đi xa tuy nhiên sự việc thường hay có sự chắc trở hoặc có những chuyện xảy ra trái với dự tính không nên tranh cãi nóng vội bực mình tài lộc vào nhanh ra nhanh nhưng cũng có tài lộc hoặc có tin tốt tử vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc có hỷ sự tin vui nên đi lại di chuyển gặp gỡ mới tốt ngay có nhiều sự biến động về tiền bạc công việc làm ăn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nếu thấy có lợi thì không nên tiến thêm dễ hao tài hoặc hao tốn về giải trí giao thiệp chỉ chác nếu không phải là tiền bạc thì là chuyện có lợi trong việc bàn bạc làm ăn, có tin xa. Tử vi tuổi Sửu. Cục diện tương hình gây ra những tác động xấu cho sự nghiệp của người tuổi Sửu và là nguyên nhân khiến bạn vướng rắc rối, bản mệnh cảm thấy mệt mỏi và dễ mắc sai sót ngay cả trong những công việc quen thuộc. Trong ngày hôm nay, bạn cần hết sức tránh những quyết định và hành động nông nổi, khiến người khác có cái nhìn sai lệch về mình. Nếu quá vội vã, bạn có thể đưa ra những quyết định sai gây thêm phiền phức cho tương lai. Thiên Ấn khuyên bạn nên mở rộng lòng mình, không nên sống mãi trong thế giới riêng. Hãy cho người khác cơ hội tiếp cận bạn, đừng nghĩ rằng việc xã giao là phiền phức và bất cứ ai tiếp cận mình cũng là nhằm mục đích nào đó. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng, ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình, thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ, không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi hoặc đi vì những chuyện không hay cần phải giải quyết tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng hãy nghĩ đến công việc chung mà đồng tâm ý hợp ngày có sự thay đổi hoặc có sự di chuyển đi xa gặp lại người xưa có người đi xa nếu có sự hội họp bàn thảo công nhân bè bạn thì không nên ở lâu không tốt có tin buồn tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa ngày xung của bổn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở Việc đi lại, di chuyển cũng nhọc nhằn, dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm, giao thiệp cũng không nên đi quá xa, có tin buồn. Tử vi tuổi tân sửu, thuộc mệnh thổ. Ngày xung của bổn mạng, thuận lợi cho việc tu bổ, sửa chữa, dọn dẹp, chỉnh đốn lại những công việc ở quá khứ, không nên bôn ba tìm kiếm không có lợi, hoặc đi vì những chuyện không tốt cần phải giải quyết. Ngày có những tin tức khiến cho mình phải lo toan cho công việc nhiều hơn từ công sở cho đến gia đình. Tử vi tuổi quý sửu, thuộc mệnh mộc ngày sung của bổn mạng nếu đang tiến hành công việc hoặc chờ đợi tin tức mình mong cầu cũng không nên xem thường vì sự việc sẽ xảy ra không được như ý có sự cản trở việc đi lại di chuyển cũng nhọc nhằn dù là chuyện vui chơi hoặc tình cảm giao thiệp cũng không nên đi quá xa có tin buồn sức khỏe không tốt tử vi tuổi dần chính tài nâng đỡ khiến người tuổi dần được tận hưởng một ngày sung túc bạn có thể được nhận một khoản tiền lương hoặc thưởng nóng xứng đáng với công sức đã bỏ ra trong khoảng thời gian vừa qua một vài người có thể còn được người thân ủng hộ trên lĩnh vực tài chính để khởi nghiệp. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn và tự tin gánh vác trách nhiệm mình đã chọn. Bạn hoàn toàn có khả năng phát triển nếu cố gắng hết sức mình. Tiếc rằng mộc khắc thổ, mối quan hệ của con giáp này với nửa kia không được như ý muốn. Dù có đang căng thẳng hay mệt mỏi vì điều gì, bạn cũng không chút giận lên nửa kia, gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình. Tử vi tuổi giáp dần Thuộc mệnh thủy nếu có người hoặc có tin đề nghị công việc làm ăn hoặc có liên quan đến chức vụ thì nên chấp nhận. Đây là cơ hội để thay đổi hoàn cảnh hiện tại, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chỉnh đốn lại công việc. Nếu có được tin tức không tốt về công ăn, việc làm cũng không nên lo âu, nên chờ đợi, mọi việc sẽ có sự ổn thỏa. Có người hoặc có tin nhờ mình giúp đỡ, có tin buồn ở xa. Tử vi tuổi bính dần, thuộc mệnh hỏa. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh, vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo, có thể có sự dòng ngó của người khác hoặc có người muốn nhúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói, nên đi xa, di chuyển, gặp gỡ. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ. Làm việc gì cũng không nên để mình bị dính mắc, thiệt thòi, coi chừng có người chơi xấu, gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến, do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dễ sau, có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng ngay có sự di chuyển, thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới. Việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng. Có tin xa, có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng. Tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc. Nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ. Tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo. Có thể có sự dòng ngó của người khác hoặc có người muốn đúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc nên cẩn trọng về lời nói, có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim, gia đạo hoặc công sở có nhiều người đến, do đó công việc hay bị đứt quãng hoặc khi bắt tay vào làm thì khó trước dậy sau, có sự sửa sang, tu bổ về nhà cửa hoặc văn phòng, ngay có sự di chuyển, thay đổi về công việc hoặc có những lời đề nghị mới, việc tình cảm mới chớm nở không nên hấp tấp trong việc hẹn ước và cũng không nên tin cẩn quá đáng, có tin xa hao tài nhỏ cho việc đi lại, tiếp khách, xe cộ. Nếu làm nghề buôn bán thì nên nhẫn nại mới có kết quả, có quý nhân giúp đỡ về lời nói hoặc danh tiếng, hợp các ngành nghề sửa chữa, xây dựng, môi giới, trung gian. Tử vi tuổi Mão. Công việc của người tuổi Mão tiến triển tương đối thuận lợi nhờ có tam hợp phù trợ. Song nếu đang bận rộn lên kế hoạch cho tương lai thì bạn cần phải đánh giá chính xác hơn năng lực bản thân và tình huống trước mắt khi đứng trước những quyết định trọng đại bản mệnh có thể cùng thảo luận với những người có kinh nghiệm chứ không nhất thiết phải làm mọi việc một mình. Mọi người xung quanh luôn sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Xem ngày tốt xấu theo trực. Hôm nay là ngày tốt mọi việc trừ động thổ, an táng. Vì vậy, nếu như bạn có ý định thực hiện các công việc khác ngoài hai công việc nêu trên thì có thể yên tâm thực hiện, dễ gặp nhiều may mắn. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Nên cẩn trọng trong mọi hành động cũng như lời ăn tiếng nói dễ bị mất uy tín hoặc bị ràng buộc vào những chuyện không đâu. Ngày có nhiều ô lo, buồn phiền, có tin buồn, có người đến hoặc có tin đến làm cản trở công việc của mình, hao tài về chữa bệnh, mua sắm, sửa chữa, tu bổ, có tin xa hoặc có người đi xa, gặp lại người xưa. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Ngày có sự thay đổi công việc hoặc tình trạng hiện tại có biến động, có việc ra đi hoặc phải tiến hành công việc cần thiết khi có tin, có tin buồn, không nên bàn tán hoặc nhúng tay vào chuyện của người khác chỉ đem đến sự bất lợi, tranh cãi. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, mọi việc đều có thể xảy ra không như ý hoặc chờ đợi chậm chạp, có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Không nên dính líu đến chuyện của người khác hoặc bàn ra tán vào dễ có sự hiểu lầm thì một chuyện sẽ không tốt bằng bớt đi một chuyện. Hãy chú trọng vào công việc của mình sẽ có kết quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại những việc cũ, tâm tình bất an. Tử vi tuổi quý mão, thuộc mệnh kim. Có tin buồn, sức khỏe không tốt, nếu có người đề nghị về công việc làm ăn hoặc tham dự, đóng góp cũng không nên từ chối, mà cũng không nên quyết định ngay, còn nhiều vấn đề ở phía sau cần phải thảo luận kỹ. Mọi việc đều có thể xảy ra không được nhị ý hoặc chờ đợi chậm chạp có sự hư hại về đồ đạc cần phải mua sắm tu bổ, sửa chữa, hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi thìn Chính ấn nâng đỡ, người tuổi thìn thông minh và khiêm tốn nên dễ được người xung quanh tin tưởng. Cứ tiếp tục cố gắng không ngừng nghỉ như hiện tại, bạn hoàn toàn có thể tìm được cơ hội để bứt phá. Tuy nhiên, con giáp này cũng cần phải chú ý cởi mở hơn với những điều mới mẻ. Đừng hạn chế mình trong những lĩnh vực đã quá quen thuộc, càng biết nhiều thì giá trị con người của bạn sẽ càng được nâng cao thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác rơi khá tốt đẹp vì thế nếu ai có ý định tiếp cận bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao đồ bên dù không thể làm người yêu thì cũng có thể làm bạn tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa có tin tức tốt lành về công danh tài lộc tình cảm công việc nên tiến hành bình thường không nên thay đổi ngày tốt không nên dinh dáng chuyện người dễ bị hiểu lầm có người đến gặp hoặc nhắn tin nhờ vả tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ có cuộc đi ngắn hoặc có khách đến, có tin tức, làm gì cũng nên cẩn thận dễ bị mất uy tín và cũng không nên đảm đương công việc ngoài khả năng của mình. Chuyện tình cảm, giao thiệp nên có sự giới hạn, không nên đi quá xa. Tin tức chờ đợi chậm trễ hoặc không được như ý. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Mọi việc đều nên ẩn nhẫn hoặc tìm người khác thay thế mình trong công việc cần giải quyết, có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, có lộc nhỏ hoặc có quà tặng, vui chơi, có tin tức ở xa không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nếu cần di chuyển đi xa cần phải hỏi tin tức một lần nữa cho chính xác sự hẹn hò hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi thảo luận bàn bạc lập kế hoạch chưa phải là lúc tiến hành có tin xa có lộc nhỏ hoặc có sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng hoặc khi đi xa di chuyển có chuyện không được như ý không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu vì có sự cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi tị hỏa sinh thổ cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi tị và nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp hai người luôn chuyện trò và tâm sự với nhau nhờ thế mà bạn thấu hiểu được nhiều suy nghĩ và cảm xúc của người ấy những người còn độc thân cũng có thể nhận được nhiều sự quan tâm để ý của người khác phái nếu có người chân thành muốn đến với mình bạn hãy thử cho đôi bên một cơ hội đừng tiếp tục sống mãi trong thế giới của riêng mình chính quan trợ mệnh bạn hiếm khi mắc những sai sót đáng tiếc bởi một khi đã bắt tay vào làm việc gì là bạn vô cùng nghiêm túc hôm nay bạn có cơ hội khẳng định bản thân và cho mọi người biết tài năng của mình tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Có cuộc đi ngắn hạn hoặc có tin tức ở xa, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện không tốt, ngay có nhiều sự bận rộn, lo Âu cần phải giải quyết, nên nhẫn nại trong sự giao thiệp, gặp gỡ, sức khỏe không tốt, trong nhóm có người nhiều ý kiến mà không có trách nhiệm. Tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Nên ra đi, di chuyển, thay đổi hoàn cảnh hiện tại, không nên chần chờ mà hãy tiến hành nhanh chóng việc cần làm. Có tin buồn, ngay có sự hư hại về đồ đạc, xe cộ, máy móc, phải mua sắm, tu bổ, sửa chữa tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc nên giới hạn mọi sự giao thiệp việc gì cần làm thì nên làm ngay không nên nghe lời bàn tán hoặc có những chuyện về tình cảm xen lấn và công việc đưa đến hậu quả không tốt nên cẩn trọng về lời nói sức khỏe không tốt có tin buồn ngày có nhiều sự vất vả nên cẩn trọng mọi việc tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt giã đạo bất an hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ sửa sang mua sắm chữa bệnh sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều, đi xa bất lợi, có tin xa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình và mọi chuyện sẽ qua. Tử vi tuổi quý tỵ, thuộc mệnh thủy, gia đạo hoặc trong công sở có nhiều việc xảy ra khiến mình phải giải quyết, lo toan, bận rộn, có nhiều tin tức hoặc có thân nhân, bè bạn đến khiến mình phải tiếp hoặc phải bỏ ngang công việc nửa chừng, có sự hoàn trả về tiền bạc hoặc phải mua sắm, sửa chữa. Tử vi tuổi ngọ, hôm nay là ngày thích hợp để người tuổi ngọ đầu tư, làm ăn bởi cục diện nhị hợp bắt hẳn sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều. Bản mệnh có thể dựa vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình hình chuẩn xác để tìm được những mối đầu tư hoặc đối tác hứa hẹn. Bạn cũng có nhiều cơ hội để mở rộng cả mối quan hệ xã giao. Bản thân bạn vốn luôn nhiệt tình với người khác nên người khác cũng sẽ rất sẵn sàng giúp đỡ bạn. Bạn có biết mình là con giáp được nhiều người yêu mến. Hỏa sinh thổ cho thấy người đã làm cha mẹ luôn tìm cách thấu hiểu suy nghĩ và cảm nhận của con cái mình bằng cách thường xuyên tranh thủ thời gian rảnh rỗi để giao lưu, trò chuyện. Bạn luôn muốn mình là bạn bè và điểm tựa của con cái. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày có sự đi xa hoặc có tin tức ở nơi xa, gặp lại người xưa cũ, công việc nếu đã có sự dở dang từ trước thì nay lại tiếp tục, có lộc ăn hoặc quà cáp, có cuộc đi ngắn hạn, chuyện tình cảm chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy có cuộc đi ngắn hoặc có người đi xa ngày có sự thay đổi hoặc cần phải tiến hành như đã định trước không nên để lời bàn ra tán vào mà hãy tự mình quyết định cho nhanh tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa ngày có sự đáo hạn đến hẹn tuy nhiên có sự chậm chạp hoặc trắc trở nếu tiến hành công việc thì nên cẩn trọng sẽ gặp nhiều rủi ro nên có sự tu bổ chỉnh đốn lại công việc nếu việc đã xong cũng cần phải xem xét lại tài lộc dễ có sự hao tốn có tin buồn không như ý có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn của mình hoặc của gia đình. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Không nên vì chuyện tình cảm mà bỏ ngang công việc, không nên bực mình khi có tin hoặc có người, bè bạn nóng tánh vì hiểu lầm hoặc quá lo vì công việc. Sự vồn vã về tình cảm là điều không nên, trong sự di chuyển đi xa có sự chắc trở hoặc gặp rủi ro nhưng cũng không đáng lo ngại. Tài lộc dễ hao nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội, có tin vui về tình cảm, bè bạn, gia đình, có tin buồn về sức khỏe, làm ăn của người thân tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc ngày có đám tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn nhưng không nên kéo dài có hỷ sự hoặc có cuộc đi chơi ngắn có tin tức về đau ốm hoặc có sự hư hại về đồ đạc vật dụng cần phải tu bổ sửa chữa ngày chỉ thuận lợi cho vấn đề tình cảm chứ không phải là công việc tử vi tuổi mùi thiên ấn phụ trợ người tuổi mùi có thể dựa vào sự linh hoạt nhạy bén của bản thân để đạt được thành công trong sự nghiệp nhất là nếu như bạn đang làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, bạn thậm chí có thể đạt được những đỉnh cao mình không hề ngờ tới. Người trẻ tuổi cũng có thể tìm được những ý tưởng sáng tạo mới gây ấn tượng cho cấp trên và mọi người xung quanh, khiến mọi người phải nhìn mình bằng ánh mắt khác xưa. Bạn hãy tin tưởng vào bản thân mình hơn nữa bởi bạn chẳng hề thua kém ai. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bản mệnh nên đi theo những hướng tốt đã được chỉ ra để công việc thêm phần may mắn, giảm bớt những rắc rối không mong muốn. Hướng tốt hôm nay là hướng đông nam gặp Hỷ thần và hướng tây bắc gặp Tài thần tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim ngày tuổi của bổn mạng gặp lại người cũ có người đi xa trở về có tin tức không tốt ở xa về sức khỏe bổn mạng của người thân không nên thay đổi dự tính công việc mới chỉ nên theo lối cũ mà làm thì có kết quả không nên quá chú trọng vào ý kiến lời hẹn của người khác cầu tài khó khăn việc mua bán còn gặp trắc trở cẩn trọng sức khỏe không được tốt tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy ngày tuổi của bổn mạng thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác, có cuộc đi ngắn. Tử vi tuổi kỷ mùi, thuộc mệnh hỏa, ngày tuổi của bổn mạng, thuận lợi cho việc sắp xếp những công việc cũ, tu bổ, sửa chữa đồ đạc, nhà cửa, nên nghỉ ngơi, tránh sự tranh cãi, thị phi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều tốt, có tin buồn, ngày hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, hợp tác, tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày tuổi của bổn mạng nên có sự chậm rãi không nên quyết định vội vàng sẽ không có sự thuận lợi tốt đẹp có người đến nhờ mình giúp đỡ tài lộc vào gia thất thường nhưng vẫn có lộc những việc tồn động ở quá khứ nên giải quyết cho xong như chữa bệnh chỉnh đốn công việc thu dọn những việc việc còn bỏ dở tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nếu toan tính đến chuyện tình cảm thì không nên tiến nhanh vì chưa phải là đúng thời cơ tuy nhiên cũng nên bày tỏ ý định của mình một cách khéo léo có thể có sự dòng ngó của người khác hoặc có người muốn đúng tay vào chuyện của mình. Mọi việc chưa phải là kết thúc, nên cẩn trọng về lời nói, có tin xấu về đi lại, di chuyển xe cộ, đề phòng rủi ro về chuyện này. Tử vi tuổi thân Tử vi cho thấy, người tuổi thân sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào ngày thổ sinh kim như hôm nay. Bản mệnh dễ dàng gây ấn tượng tốt với những người khác giới nhờ vào những nét độc đáo trong tính cách của mình. Bạn sẽ chẳng khó tìm được người ưng ý đâu. Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những ai có ý định làm thân đừng buông thả theo cảm xúc nhất thời nếu bạn không muốn điều này gây ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình tiếp tài cho thấy bạn vốn là một người thông minh và lanh lợi đấy nhưng đừng tự biến mình thành một người nóng vội làm việc không suy nghĩ những quyết định của bạn không chỉ ảnh hưởng đến một mình bạn mà có thể là cả mọi người xung quanh nữa đấy tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy có sự vắng mặt của người mình mong đợi hoặc đến chậm tình cảm tốt không nên tin cậy nơi người khác chỉ siêng năng lúc đầu mà biếng nhác về sau, hoặc chỉ là lời hứa suông. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa. Làm công việc gì cũng phải gặp sự lên xuống gặp gành sau mới có kết quả, có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa, nên tự mình đi tìm sẽ có điều lợi. Chuyện tình cảm, quan hệ qua lại cũng không nên hứa hẹn nhiều chưa phải là lúc quyết định, nói chung mọi việc đều phải tự mình giải quyết. Tử vi tuổi mậu thân, thuộc mệnh thổ. Có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại. Nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa, không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc, dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng nên cố gắng dàn xếp cho ổn thỏa, hoặc làm xong công việc sẽ có kết quả tốt, có khách hoặc có tin đến phải tạm dừng công việc, phải ra đi để giải quyết, tiếp xúc có tài lộc, những phải hao tán cho mọi chi phí, nhưng cũng có quý nhân giúp đỡ, có lộc ăn, quà tặng, chuyện tình cảm đôi lứa nên chờ một dịp khác, chớ nên quyết định. Tử vi tuổi nhâm thân, thuộc mệnh kim, nên tiến hành những công việc đã có dự tính trước, có khách đến, không nên trông chờ hoặc tin cẩn vào những gì mình đã có sự giao hẹn vì có sự chậm trễ hoặc có sự hiểu lầm làm trái ngược lại, nên nhắn tin để hỏi lại, có tin xa, nếu công việc đã kết thúc thì nên xem xét lại để tu bổ, chỉnh sửa không nên e ngại sự hao tốn, trở ngại, nên tiến hành tuần tự giải quyết. Tử vi tuổi dậu Tỷ kiên giáng họa, người tuổi dậu dễ vướng phải tranh chấp với bạn bè, đồng nghiệp, trước khi oán trách người khác. Bạn cũng cần tự xét lại chính bản thân mình xem những việc mình làm đã thực sự đúng đắn hay chưa. Bạn vốn là một người kiên định và có chí tiến thủ, nhưng như vậy không có nghĩa là bạn nên bỏ ngoài tai lời hướng dẫn hoặc khuyên bảo của người khác. Thổ sinh kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia rất tốt đẹp đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để cùng đưa ra quyết định. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Có tin xa hoặc có cuộc đi ngắn hạn, có sự thay đổi về hoàn cảnh hiện tại khiến mình phải lo âu, giải quyết. Tin xấu về hư hại tài sản, tài lộc, sức khỏe, xe cộ, máy móc. Ngày có nhiều việc bận rộn liên tục vì có nhiều tin đến dồn dập. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa. Có sự hư hại về đồ đạc, vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe. Ngay có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn, có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc, nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc. Tử vi tuổi kỳ dậu, thuộc mệnh thổ. Ngay có sự gặp gỡ đông người, nhưng cũng có người mình không vừa ý, hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn, có tin xấu về sức khỏe, đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc, nhà có đám tiệc hoặc được mời dự tiệc làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc nếu không phải là chuyện quan trọng và cần thiết thì nên giới hạn trong sự giao thiệp dễ có sự hao tốn không nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn mình vào chuyện cần phải có sự thay đổi hoàn cảnh tình thế hiện tại dù có khó nhọc nhưng sau này sẽ có kết quả tốt ngày có nhiều lo âu bận rộn chuyện nhà cửa công danh tình cảm của mình lẫn người thân tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim nhà có đám tiệc hoặc được mời dự làm gì cũng nên có sự góp ý với mọi người không nên tự mình giải quyết có sự hư hại về đồ đạc vật dụng hoặc có tin xấu về sức khỏe ngày có sự gặp gỡ đông người nhưng cũng có người mình không vừa ý hoặc nghe được nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn có tin xấu về sức khỏe đi xa sử dụng phương tiện xe cộ máy móc tử vi tuổi Tuất tương hình tác động khiến người tuổi tuất dễ gây tổn thương cho người khác thông qua lời nói bởi bạn thường không nghĩ đến cảm nhận của người khác khi phát ngôn bên cạnh đó những lúc gặp khó khăn trong công việc bạn không nên quá căng thẳng lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn bởi chỉ cần quyết tâm bạn sẽ dần dần tìm được phương án khắc phục mọi khó khăn thổ vượng cho thấy nhiều khi bạn quá cố chấp với những suy nghĩ của mình khiến những việc vốn đơn giản lại thành ra phức tạp hãy thử quan sát vấn đề dưới một góc độ khác bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn nhiều Tử vi tuổi Giáp Tuất, thuộc mệnh Hỏa. Việc bàn bạc trong nhà hoặc trong công sở sẽ có nhiều ý kiến trái ngược và mâu thuẫn nhau, không nên nghiêng về một phía, cũng không nên quyết định vội vã. Sẽ có tin tức mới, gia đạo có tin về sức khỏe, sinh nở hoặc được mời dự tiệc đình đám. Nếu mình là cấp dưới hãy để cho cấp trên quyết định. Tài lộc trung bình hoặc có lộc ăn, quà tặng, có khách đến. Tử vi tuổi Bính Tuất, thuộc mệnh Thổ. Trong ngày có nhiều biến chuyển thay đổi, hoặc có sự gặp gỡ không hẹn trước không nên hấp tấp vội vàng khi có ý định thay đổi phương hướng làm ăn hoặc về chuyện tình cảm. Có tin buồn, nếu hoàn cảnh hiện tại có sự bất lợi và có người đến mời làm ăn hoặc có tin thì không nên trả lời dứt khoát. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Cẩn trọng trong việc đi lại, di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ, máy móc, nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả. Ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc, gia đạo, nhà cửa cho đến chuyện tình cảm, ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ, có sự gặp gỡ bè bạn người thân. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, có sự sai hẹn, rời hẹn hoặc lời nói của mình bị hiểu lầm qua một ý nghĩa khác đưa đến trách oán, mọi việc cần nên nhẫn nại, không nên chỉ nghe ý kiến của một phía, cần chờ đợi những tin tức khác rồi mới quyết định, có tin tức ở xa về chuyện tình cảm, sức khỏe, bổn mạng của người thân, có lộc nhỏ, gia đạo không nên có sự bất hòa vì có nhiều ý tưởng trái nghịch nhau. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có nhiều công việc đến cần phải giải quyết từ công việc gia đạo nhà cửa cho đến chuyện tình cảm để phòng người dưới có chuyện làm hại đến mình hoặc họ bị rủi ro tai nạn cẩn trọng trong việc đi lại di chuyển hoặc có sự hư hại về xe cộ máy móc nhưng nếu cần thiết thì nên di chuyển mới có kết quả ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ có sự gặp gỡ bè bạn người thân tử vi tuổi hợi thổ khắc thủy mối quan hệ giữa tuổi hợi và người nhà không được êm ấm thậm chí bản mệnh có thể cảm thấy lạc lõng trong chính gia đình mình vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai. Trước mắt, bạn hãy dành thời gian để xem lại kế hoạch xem sao. Nếu đã lập gia đình, mối quan hệ của bạn với nửa kia cũng không mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết bao dung, thông cảm cho nhau. Nếu không mau thay đổi, hai người sẽ đi tới bờ vực dạn nứt. Thương quan cũng cảnh báo bản mệnh chớ nên quá hiếu thắng vì muốn thể hiện bản thân khi làm việc. Việc gì cũng cần phải có chừng mực bạn cần chú ý cách cư xử sao cho hợp lý với hoàn cảnh và mọi người xung quanh. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn khiến mình phải lo toan, giải quyết, có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân, bè bạn, có tin buồn, sức khỏe không tốt, tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự chắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sức khỏe không tốt có nhiều chuyện buồn phiền trong lòng gia đạo bất an trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu chỉ nên nghỉ ngơi không nên mâu tính sẽ khó có kết quả tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp dù công việc dễ bị bỏ dở hoặc có sự thiếu sót gặp trở ngại cũng nên cố gắng hoàn tất rồi mới bàn tính đến việc khác có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình tử vi tuổi tân hợi, thuộc mệnh kim. Mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro hoặc bị trách oán, rèm pha. Cũng không nên tự tin vào sự tính toán của mình mà phải dò xét thêm về công việc cũng như ý kiến của người khác. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm hoặc có sự hư hại về đồ đạc nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại, có tin buồn, tài lộc không tốt. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Nên nhẫn nại nếu công việc có gặp sự chắc trở hoặc có những vấn đề về tình cảm khó giải quyết, sẽ có quý nhân giúp đỡ hoặc có cơ hội. Sức khỏe không tốt, có tin buồn, gia đạo bất an. Trong việc giao thiệp nên cẩn trọng về lời nói, dễ bị hiểu lầm hoặc nghe được những lời than phiền về những chuyện không đâu. Chỉ nên nghỉ ngơi, không nên mâu tính sẽ khó có kết quả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.